Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm rất là mạnh mẽ của cặp loa khủng long nhất hãng với model của cặp AR9 đến từ Mỹ. Đây là một trong những cặp loa sở hữu trong phân khúc của những cặp loa được xếp hạng đứng đầu của một thương hiệu loa nổi tiếng với hãng loa AR rất là quen thuộc. Trong đoạn nhạc vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng sự thể hiện uy lực mạnh mẽ như sấm và đặc trưng của dòng loa AR với tiếng bass của nó thả mềm và sâu thẳm tới lòng đất. Đi kèm theo ba giải, chúng ta có thể thấy được rằng thể hiện cực kỳ là chi tiết từ tiếng nhạc cụ cho tới lời hát. Mặc dù với những bản nhạc đơn thuần và không mất tiền, tôi đang mở từ trên TV xuống, nhưng chúng ta có thể thấy ngay được chất âm của dòng loa, sở hữu chất âm của giới sành nghe và khó tính nhất, hoàn toàn không có khái niệm bị khó chịu, bị mệt lỗ tai khi nghe lớn hoặc nghe nâu. Với đặc trưng ba giải âm thanh trong suốt và đồng thời chúng ta thấy rằng trầm, mềm và sâu thẳm tới lòng đất trên cặp loa AR9 American do Mỹ và Anh Quốc hợp tác sản xuất. Chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình của siêu phẩm này một lần nữa với cặp loa còn đang đẹp, long lanh tới từng cm. Trước máy quay trên kênh của Toàn Audio Nam Định, và chúng ta sẽ thấy được rằng hoàn toàn nó xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi mà chúng ta đầu tư mua sắm cho mình những thiết bị audio cao cấp và sở hữu chất âm. Có lẽ rằng với những dòng loa này thì quý vị miễn bàn luận ở mọi phương diện với phong cách chơi đa thể loại nhạc đặc trưng của dòng loa AR9 model khủng nhất hãng do Mỹ và Anh Quốc hợp tác sản xuất. Được trang bị phần thùng gỗ lạng cao tới 1m4 và hậu sâu tới 41cm, nặng 1 tạ 2, 120kg, trên công suất trung bình ở ngưỡng 800W, mạnh vô địch. Quý vị lưu ý rằng những năm gần đây thì những cặp loa to lớn mạnh thì rất nhiều. Những yếu tố quan trọng mà khiến cho giới sành nghe và có tính nhất phải tâm phục và khẩu phục có lẽ rằng đặc trưng của dòng loa AR với ba giải âm thanh trong suốt, không có tạp âm, bass mềm và sâu thẳm. Đây là những yếu tố mà các hãng loa rất là khó đạt tới. Một trong những bí quyết nhà nghề của hãng loa AR đã làm nên thành công với model 5 năm liền đạt giải của biểu tượng với cái tem đỏ phía mặt trước. Nó là một trong những cặp loa đạt giải 5 năm liền nổi danh trên toàn cầu cho cặp AR9 chúng ta đang được ngắm nhìn trước máy quay còn đang mới long lanh tới từng cm. Đó, quý vị quan sát này. Trước tiên thì tôi sẽ mời quý vị cùng quan sát phần thông số cũng như logo của cặp loa này. AR9 có xuất xứ đến từ USA và England. Quý vị đọc đi ạ. Biểu tượng 5 năm liền đạt giải là một cặp loa xuất sắc trên toàn cầu, nằm trong top 1 trên 10 cặp loa có sự ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Cao 1m4, sâu 41, nặng 1 tạ 2. Với trang bị 5 quả loa trên một thùng của model AR9, gồm 2 quả mát súp đường kính 30, nằm riêng hai hông trái và hông phải. Mặt trước của nó được trang bị 3 loa, một bát trung trầm 20, một trung đôm phíp 16 và một quả check đôm 14cm lớn hết tầm chơi. Nam châm từ đều bằng xích xoát bằng gần bằng mặt loa. Chơi hai bảng phân tần riêng biệt, một bảng phân tần rất là lớn. Nó được trang bị tụ dầu to như là những cái lon bia cho giải trầm, hai quả mát súp phía bên hông và một bảng phân tần rất lớn cả tụ dầu trang bị cho phía mặt trước của hệ thống loa. Với phần công suất ở ngưỡng 800W mạnh mẽ, chúng ta cùng quan sát. Phía bên hông phải là một quả mát súp đường kính 30cm. Sở hữu màng nông chim kết hợp với một số chất liệu đặc biệt để sản xuất ra màng loa AR đặc trưng, mang lại cho tiếng trầm xuống mềm và sâu. Màng của nó rất là dai, có độ bền so với các dòng màng giấy có lẽ rằng nó là gấp nhiều lần. Quý vị quan sát này. Đó, màng của nó được làm bằng các sợi nông chim tẩm hiếp ướp với một số chất liệu đặc biệt của hãng loa AR, gân mút cao su cho độ đàn hồi cực tốt và cực kỳ là dễ phối ghép âm đi, từ của nó lớn tới gần 18 phân cho hai quả bát súp siêu khủng. Đó, quý vị nhìn hai hông đi ạ. Đó, chiếc bên kia cũng như vậy và chiếc bên này cũng như vậy. Hai quả mát của nó còn rất là mới. Đó, quý vị quan sát này. Còn mới như thế này thì có lẽ rằng chúng ta cũng khỏi bàn luận luôn rồi. Hai cái râu rất là dài. Chiếc bên phải cũng như chiếc bên trái tất cả đều còn mới long lanh. Quý vị quan sát cách từng cm đi ạ. Đó, thùng gỗ lạng của nó còn đang là vàng au, phần gỗ này rất là đẹp khi trưng bày cho những căn phòng khách lớn. Với hệ thống phía mặt trước được trang bị gồm một quả mát trung trầm 20, một trung đôm phíp. Mát trung trầm 20 này là từ bánh trưng nổi tiếng của hãng AR. Trung đôm phíp 16, đó, trung vành phíp này, gọi là trung đôm phíp. Đó, quý vị tìm hiểu sâu thì xem chi tiết trên Facebook bởi vì đoạn clip nó có hạn. Từ của nó gần bằng mặt loa.
quý vị thấy đã chưa ạ? Trung này thì nời của nó thì phê nòi luôn rồi, chưa kể tới trung trầm. Một quả check dome lớn hết tầm chơi của hãng AR cũng như thập cẩm các hãng loa khác, đường kính của nó là 14 cm, từ của nó xịt soát bằng mặt loa Made in USA AR Acoustic, nó được dập chữ lỗi phía bên trên của mặt loa. Như vậy cặp loa có trọng lượng nặng 1 tạ 2, mặc dù nó cao tới 1m4 và của nó hậu sâu tới 41 cm, còn đang mới tới từng cm. Quý vị ngắm nhìn đi ạ. Đó, tôi quay cận cảnh này, từng chút một. Hai bên hông của nó bộ e căng này, tôi đang tháo xếp sẵn dưới chân, rất là đẹp. Đó, 4 cái e căng dưới chân và mặt trước của nó có 2 cái e căng, rất là đẹp. Cho cặp AR9 được mệnh danh là thần sấm, mang lại cho giải trầm cực kỳ nó uy lực, mềm và sâu, hoàn toàn không bị tức ngực, không bị khó chịu khi nghe lớn. Và áp dụng khi nghe nhỏ, chúng ta sẽ thấy được rằng những cái tiếng bass của nó vẫn cực kỳ là tuyệt vời. Xuống sâu thì nó cực kỳ là lợi hại rồi. Chúng ta thấy rằng trong đoạn clip này thì tôi review lại một lần nữa với các thể loại nhạc mà tôi hay thường test trên kênh, hay còn gọi là nhạc không mất tiền, mở từ trên TV xuống. Nhưng đẳng cấp của AR vẫn là số 1. Với chất âm của giới trành nghe và khó tính, luôn làm cho anh em hoàn toàn không bao giờ thất vọng với chất âm và đẳng cấp của hãng AR. Chúng ta thấy rõ được rằng một cặp loa, tuy nhiên chúng ta thấy thông thường giống như là một số cặp loa khác thôi, nhưng hoàn toàn nó không đơn giản đâu ạ. Do England và USA hợp tác sản xuất và cấu hình khủng nhất hãng, chúng ta thấy được rằng nó có xứng đáng để đầu tư hay không thì chắc chắn quý vị chậm hiểu nhất thì cũng đã thấy rõ nhất là câu trả lời, nhất là với những cặp loa còn đang mới nong nay như thế này, đẹp đến từng cm, chúng ta có thể thấy được rằng nó cực kỳ là tuyệt vời ở mọi phương diện. Chơi đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, nhạc bolero, nhạc trữ tình cho tới sàn hay remix. Quý vị nào muốn nghe sàn hay remix không ạ? Có lẽ rằng tôi phải check lại một chút nữa và chúng ta cùng ngắm nhìn quả bát của nó đánh kinh điển đến mức nào. Tôi lưu ý rằng khi mà bát của nó xuống sâu ấy thì so với một số dòng loa khác thì chúng ta sẽ thấy được rằng nghe tiếng bát của nó lổi lên, mà nghe gần và mở to nó rất là khó chịu, nhưng với AR thì hoàn toàn không có khái niệm đó. Mặc dù nó xuống rất là sâu, và chúng ta cùng ngắm nhìn cho quả bát nó đánh mức nào và quý vị sẽ thấy được câu trả lời. Mời anh em cùng quan sát này. Quý vị thấy phê không ạ? Bát của nó đánh nảy tưng tưng luôn, tiếng trầm của nó, những cái tiếng nó đánh nguyên nguyên trên cặp loa rất là đã hai cái lỗ tai. Khi mà thưởng thức nghe nhạc, chúng ta thấy được rằng hoàn toàn nó sẽ xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi mà anh em đầu tư mua sắm cho mình những thiết bị audio cao cấp để nghe đa thể loại nhạc như tôi đã giới thiệu rất là chi tiết trên kênh của mình. Đẹp đến từng cm. Đó. Nặng 1 tạ 2 cho cặp loại AR9. Từng tuyến loa và từng góc cạnh của thùng còn rất đẹp. Có thể nói rằng một cặp loa đẹp xuất sắc. Nó to lớn và nặng như thế này thì quý vị thấy được rằng được vận chuyển từ Mỹ về tới vị trí này cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm thì hoàn toàn là không đơn giản đâu ạ. Nó rất là kỳ công. Đó. Quý vị ngắm đi, đẹp chưa ạ? Tôi đang tháo sẵn e-căng rồi, khi mà nắp cái e-căng của nó vẫn là đẹp, bởi vì căng của nó là căng 3 mặt, hai phía bên hông dưới chân. Nắp căng nhìn nó rất là điệu đà và đậy cái căng mặt trước và cũng rất là đẹp, không giống như là các cặp loa thông thường khác. Trong phân khúc tầm giá thì tôi cũng lưu ý với quý vị rằng mặc dù nó nặng đến 1 tạ 2 và cấu hình hết tầm chơi và là cặp loa khủng nhất hãng, được Mỹ và Anh Quốc hợp tác sản xuất và phong cách chơi đa dòng nhạc, nhưng chúng ta thấy rằng giá thậm chí nó còn tốt hơn cặp loa AR cổ, hay còn gọi là AR3 bánh bò căng cước, cực kỳ là khó phối ghép âm đi, tốn kém tiền cá quá tiền cơm để mà ghép ra được chất âm. Nhưng với AR9 thì nó lại rất là đơn giản. Quý vị chẳng tốn kém đâu ạ. Tôi đang ghép với con bao Omnifer của hãng EV model 6000A. Quý vị thấy rằng chất âm tôi đang ghép và test, có lẽ chúng ta đã cũng đã thấy rõ là câu trả lời. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn dành cho anh em có phong cách màu nẻ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Và bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh, để chúng ta sẽ có sự trải nghiệm và thấy rõ được chất âm của cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ AR9 American do Anh Quốc và Mỹ hợp tác sản xuất. Luôn dành cho anh em có phong cách màu nẻ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị chờ trong giây lát ạ, tôi đang mở từ TV xuống, nó quảng cáo ra.
muôn đời nuối tiếc. Quý vị lưu ý rằng bass của nó xuống rất là sâu và nó rất là mềm. Bởi vậy khi mà chúng ta có tai phone thì quý vị mới thấy rõ được chất âm và sự lợi hại của hãng loa AR. Đây là một trong những yếu tố và là đặc trưng mang lại cho sự nổi tiếng cũng như là chất âm của giới sành nghe và khỏe thứ nhất trên cặp AR9 đến từ Mỹ, do Mỹ và Anh Quốc hợp tác sản xuất. Quý vị thấy rằng nó rất là tuyệt vời với những bản nhạc không mất tiền, và tôi vẫn tiếp tục mở từ trên TV để chúng ta cùng thấy rõ là câu trả lời. Đó, quý vị thấy tiếng trầm của nó rất là kinh khủng, nhưng nó rất mềm, ngồi gần hoàn toàn không có khái niệm bị tức ngực hay bị mệt lỗ tai. Xanh cỏ